Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 22 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, trước tình hình nền kinh tế đang bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã họp bàn các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, trong đó đáng chú ý, tỉnh sẽ nghiên cứu một số chính sách hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nền kinh tế của tỉnh gặp nhiều khó khăn, sản xuất đình trệ, thương mại, dịch vụ tăng trưởng thấp, du lịch 2 tháng gần đây gần như đóng băng. Trong khi đó, công nghiệp chế biến gỗ, chế biến khoáng sản, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, giá bán sản phẩm thấp. Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân tỉnh đang xây dựng kịch bản để ứng phó, phục hồi nền kinh tế khi dịch COVID-19 đã được khống chế. Để đạt các chỉ tiêu kinh tế đã điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lý Thái Hải yêu cầu các ngành rà soát toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn đang gặp phải của doanh nghiệp để có chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh phù hợp, đảm bảo hỗ trợ đúng trúng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ để tăng năng suất sản xuất nông nghiệp, nỗ lực tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm sản khi dịch COVID-19 đã có dấu hiệu thuyên giảm. Với ngành công nghiệp, đề nghị các ngành và địa phương chủ động cùng doanh nghiệp khắc phục mọi khó khăn, triển khai tốt gói hỗ trợ của chính phủ. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, các chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp để giải ngân kịp thời nguồn vốn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, năm nay nguồn vốn đầu tư công gần gấp đôi năm ngoái, nếu giải ngân kịp thời sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Trong những ngày tới, nếu dịch COVID-19 diễn biến theo chiều hướng tốt như hiện nay, tỉnh sẽ có giải pháp để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Dự báo năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ khó đạt được như kế hoạch. Tuy nhiên, tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất có thể. Sáng nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Cạn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ký kết xác nhận tài trợ xây dựng 100 căn nhà cho người nghèo tỉnh Bắc Cạn. Dự buổi lễ có đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã trao 5 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo của tỉnh để thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng một căn nhà. Đối tượng được hưởng là hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Các hộ dân này đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ra soát, lập danh sách trong quý 1 gồm 100 hộ thuộc 6 huyện, thành phố là Ba Bể, Bạch Thông, Bắc Nạm, Ngân Sơn, Na Rì và thành phố Bắc Cạn. Nhằm chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, huyện Chợ Mới đang tiến hành thông qua báo cáo nhân sự, báo cáo chính trị của các xã. Theo kế hoạch, việc thông qua sẽ xong trong ngày 25 tháng 4. Nhằm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, huyện Chợ Mới đã tổ chức thông qua văn kiện của từng xã một và phân theo giờ cụ thể. Cơ bản, báo cáo nhân sự, báo cáo chính trị của các xã ở Chợ Mới đều đáp ứng đúng và đủ điều kiện. Tính đến thời điểm này, các chi bộ trực thuộc trên địa bàn huyện Chợ Mới đã tổ chức xong đại hội cấp chi bộ. Hiện nay, xã Nông Hạ được chọn là xã tổ chức đại hội điểm cũng đã chuẩn bị xong các điều kiện cần thiết cho tổ chức đại hội đảng bộ xã. Dự kiến nếu tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến tích cực, trung tuần tháng 5, huyện Chợ Mới sẽ tổ chức đại hội đảng cấp xã trong toàn huyện. Hôm nay, 22 tháng 4 là kỷ niệm 150 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin, 22 tháng 4 năm 1870, 22 tháng 4 năm 2020, vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Tên tuổi của Lenin gắn liền với thành công của cách mạng tháng 10 Nga. Dưới sự lãnh đạo của đảng Bolshevik, đứng đầu là Lenin, cách mạng tháng 10 đã giành thắng lợi khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực với nước Nga Xô Viết, góp phần làm thay đổi lịch sử thế giới, mở đường cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Lenin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Với những di sản tư tưởng lý luận để lại cho nhân loại, Lenin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin, 22 tháng 4 năm 1870, 22 tháng 4 năm 2020 là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ôn lại và ghi nhớ công lao, công hiến vĩ đại của ông đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới. Đến giữa tháng 4, toàn tỉnh thu ngân sách đạt hơn 136 tỷ đồng, thấp hơn gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Một số đơn vị có số thu ngân sách được giao lớn như thành phố Bắc Cạn, tỉnh giao thu 151 tỷ đồng trong năm 2020.
hiện mới thu được hơn 25 tỷ đồng. Huyện Chợ Đồn kế hoạch thu ngân sách hơn 111 tỷ đồng, mới thu được gần 20 tỷ đồng. Cục thuế tỉnh được giao thu hơn 346 tỷ đồng, đã thu được gần 67 tỷ đồng. Số thu ngân sách đạt thấp so với cùng kỳ năm 2019, bởi từ đầu năm đến nay, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Một số nhà máy, xưởng sản xuất phải giảm công suất hoặc ngừng hoạt động. Thị trường tiêu thụ sản phẩm từ gỗ rừng trồng và thị trường xuất khẩu sản phẩm từ khoáng sản bị ảnh hưởng. Dự kiến trong thời gian tới, thu ngân sách vẫn còn tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sản xuất chưa thể phục hồi ngay. Bên cạnh đó, số thu năm nay đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, do năm ngoái có một số khoản thu phát sinh tăng cao. Thực hiện dự án ứng dụng khoa học công nghệ trồng và bao tiêu sản phẩm cây cà gai leo tại tỉnh Bắc Cạn, hiện nay nhiều hộ dân tại thôn Nạm Dất, xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới đã tham gia trồng lại cây dược liệu này. Bước đầu thực hiện dự án đã cho thấy hiệu quả kinh tế. Đây là vườn cây cà gai leo của chị Lý Thị Ba ở thôn Nạm Dất, xã Tân Sơn. Vườn cà gai leo đang đến độ cho thu hoạch, cành lá xanh tốt. Tháng 5 năm 2019, chị trồng thử nghiệm khoảng 3.000 m2 cây dược liệu này. Sau từ 3 đến 4 tháng, cây đã cho thu hoạch. Một năm cho thu 3 vụ với sản lượng khoảng 7 tấn tươi. 1 kg cà gai leo tươi được bán với giá 7.000 đồng, đã cho chị nguồn thu khoảng 50 triệu đồng. Hiện nay, chị đã mở rộng trồng được 4 hectare cây dược liệu này. Chị Ba cho biết cây cà gai leo là loại cây dễ trồng, thích hợp với đất và khí hậu tại địa phương. Bên cạnh đó, với nhiều ưu điểm như không tốn nhiều công chăm sóc, phân bón, ít sâu bệnh, thu hoạch được cả tất cả các bộ phận của cây. Một năm cho thu hoạch 3 vụ nên cà gai leo đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến thời điểm này thì đã hoàn thành gần như là trồng xong 10 hectare. Thế bà con thì cũng ủng hộ nhiệt tình. Và đến bây giờ thì trồng thì khoảng có cây thì trồng trước thì khoảng trồng phát được một tháng rồi thì cây phát triển tốt, cây này dễ trồng. Và cái đặc điểm nữa là cây cũng nhiều gai nhưng mà chế được cái sâu phá hoại, xong là sa súc gia cầm nữa cũng phá hoại. Tháng 9 năm 2019, sau một số điều chỉnh, dự án ứng dụng khoa học công nghệ trồng và bao tiêu sản phẩm cây cà gai leo tại tỉnh Bắc Cạn đã chính thức được triển khai nhằm xây dựng được mô hình trồng 10 hectare gắn với thu hoạch, sơ chế và bảo quản cà gai leo theo hướng thực hành tốt, trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới. Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Cạn quản lý, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Thái Hưng có địa chỉ tại tỉnh Thái Bình chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021. Theo đó, khi tham gia dự án, người dân sẽ được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, phân bón, các trang thiết bị như máy thu hoạch, máy băm, máy rửa, nhà sấy, máy sao, nghiền và được công ty chủ trì thực hiện cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm với thời gian lâu dài. Đến nay, người dân đã trồng xong 10 hectare cà gai leo tại 3 thôn là Khuổi Đen 2, Bản Lù, Nạm Dất. Riêng thôn Nạm Dất là 7 hectare. Với sự ổn định về đầu ra đã giúp cho người dân trong xã yên tâm trồng và phát triển diện tích cây cà gai leo. Chị Ba bảo là được hiệu quả thì năm nay trồng thì thấy hiệu quả hơn, xong là gừng thì cây gừng nó thối, xong là bây giờ chuyển sang cây này thì cũng hiệu quả, xong là tập trung làm cái này nữa. Trong thời gian tới, người dân thôn Nạm Dất cũng như các thôn khác của xã Tân Sơn sẽ tiếp tục chăm sóc tốt diện tích cây cà gai leo hiện có, hướng tới năm 2021 sẽ phối hợp với các bên liên quan sản xuất sản phẩm trà cà gai leo. Những kết quả trên đã cho thấy tín hiệu vui ban đầu và triển vọng của cây cà gai leo trong phát triển kinh tế của người dân địa phương. Để dự án tiếp tục phát huy kết quả, thời gian tới cần sự nỗ lực hơn nữa của các bên tham gia dự án, qua đó giúp nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo ở xã vùng cao Tân Sơn. Để đảm bảo hoàn thành dự án hồ chứa nước Nạm Cắt sau một thời gian tạm dừng thi công, dự án tái định cư Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Cạn đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4 này. Dự án khu tái định cư thôn Bản Bung khi hoàn thành sẽ bố trí tái định cư và ổn định đời sống cho hơn 50 hộ dân thuộc diện di rời để thi công dự án hồ chứa nước Nạm Cắt. Đến nay, đơn vị thi công đang tiến hành san nền khu tái định cư, ước đạt hơn 70% khối lượng. Đối với hạng mục đường dân sinh và cầu treo, nhà thầu cũng bắt đầu triển khai thi công. Riêng đường dân sinh thi công ước đạt 20% khối lượng. Trong thời gian này, việc bốc thăm lô đất đối với các hộ dân thuộc diện di rời ở thôn Bản Bung sẽ được thực hiện. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án khu tái định cư Bản Bung đóng vai trò quan trọng để thành phố Bắc Cạn hoàn thành dự án xây dựng hồ chứa nước Nạm Cắt, một công trình đã kéo dài trong nhiều năm. Thưa quý vị khán giả, vừa ngăn chặn dịch COVID-19,
nhưng cũng không để virus làm ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là việc triển khai các dự án đầu tư công. Do đó, hiện nay huyện Bắc Nạm đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để giải ngân nguồn vốn. Tuyến đường lên thôn Nạm Nhì ở xã Cổ Linh, chỉ sau một thời gian ngắn thi công, đến nay cơ bản đã hoàn thành các hạng mục. Mong ước bấy lâu của người dân giờ đã thành hiện thực. Có đường, người dân đi lại, giao thương dễ dàng. Năm 2020, huyện Bắc Nạm được giao kế hoạch vốn hơn 132 tỷ đồng. Trong đó, một số chương trình có nguồn vốn khá lớn như chương trình 30A hơn 43 tỷ đồng, chương trình xây dựng nông thôn mới gần 41 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn thực hiện một số dự án chuyển tiếp từ năm 2019. Thời gian qua, dù mưa nhiều, vừa phải thi công, vừa phải phòng dịch COVID-19, nhưng các dự án tại huyện Bắc Nạm đã triển khai đúng tiến độ cam kết. Vốn chương trình 30A trong những năm qua thì phục vụ rất hữu ích trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, mọi mặt liên quan đến đời sống của bà con nhân dân huyện Bắc Nạm. Nguồn vốn này triển khai ví dụ trong năm 2019 thì tổng nguồn vốn được giao là với 50,1 tỷ, thì trong đó là Ủy ban huyện Bắc Nạm giao cho ban quản lý thực hiện các công trình dự án, trong đấy thì hơn 50 tỷ thì huyện đã dành để một để trả nợ các công trình quyết toán cho dự án hoàn thành và thực hiện những công trình triển khai mới. Đối với công trình thiết yếu đáp ứng nhu cầu cuộc sống, những công trình cấp bách. Riêng nguồn vốn 30A của năm 2020 mới có quyết định phân bổ vốn của Ủy ban nhân dân tỉnh nên huyện đang làm thủ tục chuẩn bị đầu tư. Nguồn vốn chương trình 135 đã được phân bổ gần 4,3 tỷ đồng, hiện đã giải ngân đạt hơn 13%. Nguồn vốn sổ số kiến thiết 2 tỷ đồng đã giải ngân hơn 45%. Trong khi đó, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới với số tiền đã được phân bổ gần 22 tỷ đồng. Huyện Bắc Nạm đang đầu tư 13 công trình mới và 4 công trình chuyển tiếp. Để giải ngân vốn theo kế hoạch, huyện Bắc Nạm tập trung đôn đốc các nhà thầu thi công, đồng thời có giải pháp linh hoạt để vừa phòng dịch COVID-19, vừa thi công đạt hiệu quả cao nhất. Đối với các dự án mà đã được tổ chức đấu thầu và đang thực hiện thi công thì tăng cường quản lý chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đối với lực lượng cán bộ công nhân hiện có của các nhà thầu thì ở tất cả các vị trí thì tổ chức triển khai thực hiện, không đi ra vào địa phương mà sử dụng lực lượng hiện có để tổ chức các công trình đã đủ điều kiện để thực hiện. Thứ hai là đối với những công trình dự án mà đang ở những bước chuẩn bị thủ tục đầu tư thì tăng cường cái việc thẩm định hồ sơ rồi thực hiện công tác giải phóng bồi thường mặt bằng đảm bảo theo đúng cái quy định để sau khi mà dịch bệnh COVID thì có thể đủ điều kiện để triển khai. Thời gian tới, huyện Bắc Nạm tiếp tục khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, đơn giá vật liệu thay đổi dẫn tới điều chỉnh về dự toán của các dự án. Ngoài ra, một số công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do cộng đồng thực hiện nên thời gian thi công phụ thuộc lớn vào người dân nhàn rỗi nên tiến độ chậm. Đây cũng là vấn đề mà huyện sẽ tiếp tục khắc phục để giải ngân các nguồn vốn đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Thời gian qua, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Cạn đã tích cực vận động giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện thành công. Hiện nay, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Cạn đã quản lý 117 học viên, trong đó có 104 đối tượng cai nghiện bắt buộc và 13 người cai nghiện tự nguyện. Ngoài công tác giáo dục sau cai được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, bao gồm các chuyên đề chính sách pháp luật về phòng chống ma túy, cai nghiện ma túy, những can thiệp đối với người nghiện ma túy, chăm sóc y tế, giáo dục, giá trị sống và những kiến thức, kỹ năng chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Cơ sở luôn duy trì thâm canh trồng rau xanh, chăn nuôi lợn để bổ sung thực phẩm và bữa ăn cho cán bộ, học viên. Bên cạnh đó, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Cạn cũng chủ động phối hợp với doanh nghiệp dạy nghề làm mi giả cho hơn 60 học viên. Qua đó giúp học viên hiểu được giá trị của lao động để thay đổi nhận thức, hành vi để yên tâm cai nghiện thành công. Trong 3 tháng đầu năm, ngành y tế huyện Bạch Thông đã khám chữa bệnh cho trên 19.000 lượt người, tăng so với cùng kỳ năm trước. Số bệnh nhân điều trị nội trú là trên 1.000 người, số bệnh nhân điều trị ngoại trú gần 17.000 người. Ngành đã thực hiện xét nghiệm các bệnh trên 12.000 trường hợp, phẫu thuật gần 180 ca, thực hiện siêu âm, chụp X-quang cho gần 2.600 bệnh nhân. Huyện Bạch Thông cũng duy trì tốt công tác phòng bệnh. Trong 3 tháng đầu năm, số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 7 loại vaccine là gần 120 trẻ. Số phụ nữ có thai được tiêm phòng uốn ván là trên 100 người. Ngành y tế huyện cũng đã chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng thời chỉ đạo các trạm y tế xã chủ động phòng chống dịch bệnh tại cơ sở,
xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh và phun khử khuẩn toàn bộ các trường học, bệnh viện, các khu vực họp chợ trên địa bàn huyện. Hà Sĩ Minh, 19 tuổi, trú tại tổ Nà Pam, phường Nguyên Tụng, thành phố Bắc Cạn, đã bị công an thành phố Bắc Cạn triệu tập để làm rõ và xử phạt hơn 9 triệu đồng vì vi phạm luật giao thông. Sau khi nhận nguồn tin phản ánh của người dân về việc cuối giờ chiều ngày 19 tháng 4, có một thanh niên điều khiển mô tô trên đường Trường Chinh, thành phố Bắc Cạn bốc đầu, vượt đèn đỏ. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bắc Cạn đã xác minh để làm rõ phản ánh này. Sau khi thu thập các nguồn tin, trích xuất camera, công an thành phố Bắc Cạn đã xác định Hà Sĩ Minh chính là thanh niên có hành vi vi phạm luật giao thông theo phản ánh của người dân và triệu tập Minh để làm rõ. Tại công an thành phố Bắc Cạn, Minh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết mình không có giấy phép lái xe. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bắc Cạn cho biết trong vụ việc này, Minh đã có tới 5 lỗi vi phạm và tổng số tiền phạt là 9.200.000 đồng. Trong đó hành vi điều khiển mô tô bằng một bánh đối với mô tô có hai bánh có mức phạt là 7 triệu đồng. Những thông tin tiếp theo về phòng chống dịch COVID-19 vừa cập nhật. Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân công tác phòng chống dịch COVID-19. Chia sẻ kinh nghiệm vượt khó trong mùa dịch. Thưa quý vị khán giả, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung sức chung lòng, chung tay phòng chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tính đến nay, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện Bạch Thông đã ủng hộ bằng vật chất và tiền được trên 60 triệu đồng. Trong đó 23 cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn huyện đã ủng hộ được số tiền hơn 40 triệu đồng. Hợp tác xã Tân Dân, nhà máy miến rong Tân Sơn và công ty cổ phần nông sản sạch Bắc Cạn đã ủng hộ gần 150 chai nước xịt phòng tinh dầu quế, nước rửa tay khô tinh dầu quế và 700 chiếc khẩu trang cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bạch Thông. Các hiện vật có tổng trị giá 15 triệu đồng, ủng hộ trên 60 chai nước xịt phòng tinh dầu quế, nước rửa tay khô tinh dầu quế và 200 chiếc khẩu trang cho Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, trị giá 5 triệu đồng. Tại huyện Ngân Sơn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Nhiều tập thể cá nhân tích cực ủng hộ kinh phí, thực phẩm, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, văn phòng Chai Phan Bắc Cạn vừa cấp phát hơn 11.000 chiếc khẩu trang, trên 1.000 chai nước rửa tay khô, 3.300 bánh xà phòng và 145 thẻ điện thoại trị giá trên 200 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn. Các trạm y tế, trường học, cán bộ y tế thôn bản và trẻ em tại các vùng thực hiện dự án. Ngoài ra, đến thời điểm này, nhiều cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân ở huyện Ngân Sơn cũng đã đóng góp được hơn 24 triệu đồng tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Huyện đoàn Ngân Sơn đã huy động được các đoàn viên thanh niên làm được hơn 3.000 khẩu trang vải và mũ chắn giọt bắn trao tặng cho cán bộ, nhân viên y tế, các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện. Vận động các tập thể cá nhân ủng hộ được 13 triệu đồng cho chương trình tiếp sức mặt trận không tiếng súng, chung tay phòng chống dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngân Sơn vận động đóng góp được trên 14 triệu đồng mua lương thực, thực phẩm, nước sát khuẩn, xà phòng cho các chốt kiểm dịch và cấp phát gần 1.000 khẩu trang 3D cho các hộ nghèo trên toàn huyện. Sáng nay, Hội nông dân thành phố Bắc Cạn đã trao 44 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, dầu ăn, đường, nước mắm, v.v. cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Toàn bộ nguồn kinh phí cho hoạt động lần này đều do hội viên Hội nông dân của thành phố đóng góp. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Hội nông dân thành phố Bắc Cạn, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nhằm chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong điều trị bệnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gây ra, trong những ngày qua, nhiều bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào tham gia hiến máu tình nguyện. Riêng trong ngày 20 tháng 4, trên 170 bạn đoàn viên thanh niên tại hơn 40 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đoàn các cơ quan tỉnh Bắc Cạn đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện do đoàn các cơ quan tỉnh phối hợp với khoa huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức. Chương trình đã thu được gần 130 đơn vị máu. Còn từ đầu tháng 4 đến nay, mặc dù thực hiện giãn cách xã hội, song với sự kêu gọi chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu của Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn và tổ chức đoàn thanh niên, phong trào hiến máu tình nguyện vẫn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hàng trăm bạn đoàn viên thanh niên. Với việc tiến hành chia thành nhiều đợt hiến máu quy mô nhỏ với số lượng người hạn chế, các chương trình hiến máu này đã thu về cho Bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn trên 180 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, cũng từ những khó khăn này, nhiều đơn vị đã tìm cách vượt khó và vươn lên đứng vững để hoạt động ổn định trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Những khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã làm xáo trộn các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng nhiều đơn vị vẫn đang từng ngày nỗ lực vượt qua gian khó
và họ với những ý tưởng, những sáng tạo, những giải pháp đã giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn được duy trì và đảm bảo nguồn thu nhập cho các thành viên và người lao động. Công ty cổ phần thương mại Thiên Long TLO là doanh nghiệp chuyên phân phối kinh doanh sản phẩm thảo dược, thuốc tắm của người Dao. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2020, song nhờ có các giải pháp kinh doanh hiệu quả, doanh thu trong quý 1 của đơn vị đạt hơn 1,2 tỷ đồng, thu nhập trung bình của các thành viên đạt trên 7 triệu đồng một người một tháng. Đáng chú ý, trong tháng 3 vừa qua, dù chịu những tác động không nhỏ của dịch bệnh COVID-19, đơn vị vẫn đạt doanh thu trên 470 triệu đồng, cao hơn 150 triệu đồng so với tháng 2. Chúng tôi tập trung đào tạo các bạn khóa video marketing để các bạn có thể tự sáng tạo được những nội dung của sản phẩm để đăng bài bán hàng trên các kênh thương mại điện tử, ví dụ như là Google, YouTube, website hoặc là những cái kênh fanpage của công ty. Và thứ hai là chúng tôi tập trung đào tạo kỹ năng để có thể chạy được quảng cáo và cách tiếp cận khách hàng, sàng lọc được khách hàng tiềm năng để chạy quảng cáo đúng người. Thì chúng tôi sẽ duy trì tốt việc bán hàng qua kênh online thời mùa dịch này. Hiện các khóa đào tạo bán hàng trên những kênh thương mại điện tử do công ty Thiên Long xây dựng đang thu hút hàng chục người trong và ngoài tỉnh tham gia. Để hạn chế tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, mỗi ngày công ty dành hơn 1 giờ đồng hồ tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến nhằm truyền tải những kiến thức, kỹ năng hữu ích cho những người tham gia bán hàng. Thông qua khóa đào tạo, các thành viên trong công ty đã xây dựng được cho mình một lượng khách hàng đông đảo, đồng thời tìm kiếm được những thị trường tiềm năng để phát triển. Ngoài công ty cổ phần thương mại Thiên Long TLO, thời gian qua nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh trong tỉnh cũng đã có những giải pháp sáng kiến để duy trì hoạt động trong thời điểm toàn tỉnh đang phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, các giải pháp như đẩy mạnh bán hàng online, ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng tiếp cận thị trường, giới thiệu sản phẩm trên các trang mạng xã hội được nhiều đơn vị áp dụng. Hợp tác xã của chúng tôi đã tìm mọi cách nghiên cứu cách tiếp cận với khách hàng ở trong tỉnh bằng cách là tuyển các cộng tác viên bán hàng online kết hợp với các đơn vị ship hàng tận nơi, chia nhỏ cái số lượng sản phẩm cho các lái buôn để kịp thời bán các sản phẩm tươi cũng như là các sản phẩm khô, duy trì cái nguồn thu cho hợp tác xã. Đối với các hợp tác xã, họ hoạt động mà họ có cái năng lực và cái thị trường họ ổn định ấy, họ vẫn hoạt động rất tốt. Thì như những cái ví dụ như là hợp tác xã họ chế biến tinh bột nghệ, họ vẫn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Cái thứ hai, một số hợp tác xã sản xuất miến dăm thì đối với những cái đối tượng hợp tác xã này là họ đứng vững ở trên thị trường. Cùng với các giải pháp trên, nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trong tỉnh còn thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin từ các cơ quan chức năng để chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh để tránh bị thua lỗ, đặc biệt là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trong sản xuất để giảm thiểu tối đa thiệt hại về kinh tế trước những tác động do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đến đây, chương trình thời sự xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.